Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Suga tuyên bố rằng những gì liên quan đến hoạt động đào tạo phi công là một dự án dài hạn. Đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ vẫn chưa quyết định điều gì sẽ xảy ra khi kết thúc chương trình. Dự án có một thông điệp cho Nga, Nga không thể tin tưởng vào chiến thắng nếu đặt cược vào một cuộc chiến lâu dài, ông So cho hay. Tuy nhiên, Thủ tướng So tuyên bố rằng không có khả năng Đức sẽ tham gia vào việc cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Trước hết, mọi người đều biết rằng chúng tôi thậm chí còn không có những chiếc máy bay như vậy. Nhà lãnh đạo Đức lưu ý rằng Berlin đang cung cấp cho Kiev những thứ quan trọng ngay bây giờ, bao gồm xe tăng, đạn dược và thiết bị phòng không. Đồng thời nói thêm rằng Đức sẽ hỗ trợ Ukraine trong thời gian cần thiết về mặt tài chính, nhân đạo và cả vũ khí. Ông So nói, chúng tôi đã huy động các nguồn lực của mình. Chúng tôi có thể tiếp tục làm điều này trong một thời gian dài. Những phát biểu trên được ông So đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi cuối tuần đã nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng Washington sẽ hỗ trợ một chương trình đào tạo chung cho các phi công Ukraine lái máy bay F-16 và hoạt động này sẽ diễn ra ở châu Âu. Tuần này, Thủ tướng Vương quốc Anh Rishi Sunak cho biết ông và người đồng cấp Hà Lan Mark Rutte đã đồng ý thành lập một liên minh quốc tế để cung cấp cho Ukraine khả năng chiến đấu trên không. Hỗ trợ mọi thứ từ đào tạo đến mua sắm máy bay chiến đấu F-16 và một số quốc gia châu Âu ủng hộ động thái này. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 5, một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin rằng Washington sẽ không ngăn cản các đồng minh gửi F-16 tới Ukraine, điều mà Kiev đã yêu cầu trong nhiều tháng. Bình luận về kế hoạch cung cấp các máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine của một số nước châu Âu, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Alexander Grasko nói rằng các nước phương Tây đang bám vào kịch bản leo thang, một kịch bản vốn chứa đầy những rủi ro cực lớn. Trong mọi trường hợp, tất cả các kế hoạch của chúng tôi đều sẽ cân nhắc điều này và bất chấp sự hỗ trợ của các nước phương Tây, Nga có tất cả các phương tiện cần thiết để đạt được mục tiêu của mình liên quan đến hoạt động quân sự ở Ukraine, ông Grasko đã nhấn mạnh như vậy. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grasko cũng cảnh báo rằng nếu các nước phương Tây quyết định điều chiến đấu cơ F-16 tới Ukraine, điều đó có thể gây phản tác dụng với họ. Trước đó, NBC hôm 19 tháng 5 đưa tin rằng Mỹ và các đồng minh có kế hoạch cung cấp F-16 cho Ukraine, mặc dù điều này không có nghĩa là máy bay sẽ được cung cấp trực tiếp bởi Washington. Một số hãng tin khác cũng cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không ngăn cản các đồng minh của mình chuyển các máy bay chiến đấu hiện đại tới Kiev. Một ngày sau, ngày 20 tháng 5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố rằng Washington sẽ hỗ trợ một chương trình chung để đào tạo phi công Ukraine trên các máy bay chiến đấu hiện đại như F-16, đồng thời nói thêm rằng, chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh của mình để xác định khi nào máy bay sẽ được chuyển giao, ai sẽ được cung cấp chúng, và số lượng bao nhiêu. Ông Sullivan cũng nói rằng các máy bay chiến đấu F-16 sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích phòng thủ và sẽ không mạo hiểm tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông tuyên bố, người Ukraine đã liên tục chỉ ra rằng họ sẵn sàng tuân theo điều đó. Theo Soha, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.